Rồi bây giờ chúng em đang đứng ngay trên chợ tình nha mọi người, ở chỗ nơi gặp gỡ đất trời. Đây là đường lên đỉnh núi Sa Pa, qua che thắm lá mây là bay, hương đào thoang thoảng đâu đây, nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng sương. Rồi ở đây là buổi chiều tại thị xã Sa Pa nha mọi người. Ôi trời, xe lạnh tuyệt vời lắm nha. Đi khỏi thị xã, sáng nay là chúng em sẽ lên đỉnh Sa Siwan nha cả nhà. Giờ hiện tại tối nay là gia đình em đi dạo phố, dạo vòng vòng, giờ trước tiên mình đi vào chơi tình, mình chụp hình. Đẹp lắm. Rồi tối nay có hát hò hay gì kìa, trời diễn sân khấu quá trời kìa. Đúng không, tối nay đi anh lên làm bả đi con. Kìa, lại tư với tiếng Anh. Kìa, là hát được tiếng Anh. Kìa, ta. Thế mọi người. Cái đó, cảm cái gì ta? Không hả? Không. Xuống dưới đây chụp hình đi. Rất là đẹp nha cái nha. Đẹp quá mọi người ơi nè, mọi người thấy không? Sương mù. Bây giờ mới có là 6 giờ thôi mà sương mù như thế này đây. Mọi người thấy không nè, mọi sương mù còn đẹp chứ, mọi người rất là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Đây là chợ tình nha mọi người. Đây. Chị thấy anh đi đây chị người ta bắt chị á, chợ tình đó cho chị hay. Bắt luôn đó. Bắt là đi theo luôn. Đẹp quá mọi người ơi. Ở đây du khách nước ngoài nhiều lắm nha mọi người nha. Rồi mọi người ai mà chưa tới Sa Pa thì một lần hãy đi tới Sa Pa nha, đẹp nên thơ lắm. Không. À, tại vì bây giờ buổi chiều nên tụi em cái đoạn đường tụi em đi từ khách sạn ra tới nha. À, chỗ này nó sương mù nó hơi nhiều nên không quay được cái mấy cảnh cảnh. Sáng mai chúng em sẽ review cái cảnh đoạn đường mà từ khách sạn ra đây rất là đẹp cho mọi người, đẹp lắm luôn. Đó, đây là đến đỉnh Sa Siwan nè, đây là đỉnh Sa Siwan nè. Thế luôn mà đẹp nguyên sắc nha. Chào chị nguyên sắc nha. Hay đi chơi ngốc về sẽ gặp chị. Thế này hai chàng chụp hình đâu ra? Đi dán mình đi xuống đây chụp hình đi. Mát mẻo ha. Cả nhà em bây giờ cả nhà thấy không, sương mù rất là nhiều luôn, dày đặc sương mù luôn. Đẹp quá đẹp luôn mọi người ơi. Cái âm thanh nó âm sáng nó cũng bên lưng nha. Là gì lên? Đây là nhà ga đó. Nhà ga lên đỉnh ta. Hello cả nhà nha. Hôm nay chơi như thế nào, sướng không? Sướng em ơi, ăn những món ăn của vùng Tây Bắc rất là ngon và được đi những cái cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên tiếng Anh được đến đây đây cho mọi người. Ba mẹ con ra ngoài đó chờ tới mình đi. Nè. Đó, cái này là tám. Cái này nè. Gần chín giờ tiếng Anh ra đây đó. Ba Minh Lương. Ba giữa đây. Chậm con ba.
lên nhờ đứng chờ Tuấn Anh luôn đi. Lần vào luôn đi. Chết ra đây miếng. Chết ra đây miếng đi. Ok. Chưa kìa, anh đang có mặt ở thành phố ta nhưng mà thành phố sương mù. Đẹp quá, trời quá đẹp. Lên đây nghỉ dưỡng là mát mẻ thoải mái. Đẹp đó mọi người, rất là đẹp luôn. Nói chung là toàn cảnh đây là bây giờ là xuất sắc, không còn gì để bàn hết. Mọi cái nhà thương quan cảnh này đều là đặc trưng của Sapa nha mọi người. Thì là trên Sapa là mọi người biết không nè, những cái quán, những cái bờ hồ, những cái nhà hàng khách sạn đó, luôn có người dân tộc rồi kia cái nọ đó, dân tộc của anh em đó mọi người, dân tộc anh em đó, 36 dân tộc anh em đều có đủ ở đây nha mọi người. Đông lắm mọi người, lên đông lắm. Đông lắm. Nhà giống mình có buồn nhà đẹp quá mọi người ơi. Vào vào đây mấy mẹ con, vào đây. Có một đứa một đi đáng. Đáng vô đây, vô đây. Có xe ô tô đi qua nó nào thì dừng xe đi hết đấy. Xe đi hết nó mới đẹp được. Không đẹp, chính là như thế là không đẹp rồi. Cho em đi xe em. Đấy, tụi con chú đi, xuất phát đi nha. Người nước ngoài còn xinh dữ nữa. Tiếng Anh đang bị rung động. Mỗi lần này lần thứ 5. Chỉ sửa lần thứ 5 đó em à. Bây giờ mình di chuyển. Càng về đêm càng sương mù nha mọi người. Chị hàng đâu? Chị hàng chụp cho gia đình em tấm hình đi. Rồi chị chụp đi, chị chụp đi em đi. Tới giờ rồi, nhà chùa có, nhà thờ đánh gì? Nhà thờ đánh chuông. Mọi người có nghe được tiếng chuông không mọi người? Mỹ đánh chuông là cái quả bà. Coi đây là đi nào. Chuông nhà thờ dân dậy đó. Chuông.
Giờ mình tiếp tục đi đâu? Hành trình mình đi đâu đây mày Hằng nha? À, mới ra đây bị lạnh lắm rồi mình bị thay đổi nhiệt độ hơi mệt mệt người. Hơi sốc nhiệt á. Một hai đi. Xoay. Bây giờ sau thời gian nãy giờ đi vào phố thì giờ gia đình hiện tại gia đình em đi tới ăn vào chợ đêm ở Sapa để ăn nha mọi người. Cái đó cái gì vậy? Thảo dược gì đây? Cái gì? Dài quá trời. Đi ngon. Ủa, bà kích bà bị to thế. Sao loại này lại to lên mà nhớ là bé mà. Ủa, bà kích bự. Thôi, Tám ơi, chị yêu giao khoai. Để Tám lại, Tám điều yêu giao khoai cho mát. Mì tiêu kìa. Tại sao người dân tộc anh em là dao mèo này. Dao mèo. Không, giao được. Chứ đâu có làm buôn bán gì nữa. Đây là dao khoai ngắt giót nha cả nhà nha. Dao mèo đấy. Đây là dao mèo chứ. Dao mua đây. Mua một con cho bà. Mua đây. Cái này có bán. Cái phim này mua cho bà. Cái đào. Cái phim này mua. Lực kinh nghĩa mà. Đây, những người dân tộc vẫn còn buôn bán nha mọi người. Lên nước này, nước lên. Thật không? Đi lên chị ơi, chùm làm vậy. Lên, lên đây à. Phóng đi, phóng video đi. Phóng đi. Cho tiền coi cái con. Ừ. Trúng gì anh? 300 ngàn. Hả? 30 ngàn 10 tiêu. Là trúng cái gì? 30 ngàn 10 tiêu là trúng cái gì ha? 50 ngàn 3 tiêu đó. Mình có nè, nổ 1 bóng đến 6 bóng thì trúng 1 móc khóa. Nổ 7 bóng đến 8 bóng trúng 1 gấu nhỏ. Đó 9 bóng thì trúng một gấu gấu dừa. Lần gác bếp đó, đó mới đúng rồi chị hả? Đây là chấm chéo nha mọi người. Ớt này không khói này lên. Nó hơi ấy này lên. Ớt này nè. Mường Khương, Mường Khương. Không phải, ớt này là ớt khác. Ớt này là nhà làm hả chị? Nó hơi to to khói đó. Cái này là một nhiêu một cái chấm chéo này. 25 cái này, còn cái này là 50 nghìn 3 cái. Còn cái này. Cái 25 nghìn. Bạn rồi. Cái mình em qua máy bay được không? Quấn lại như là ờ.
Ôi, đi tới mùi vô mùi khuôn rồi. Đi dòng, đi dòng. Đi dòng, đi dòng. Hả? Chị không có hạt châu thì ăn đi. Nó nói vậy nó là ăn nhà thờ đi. Cái này là gì ta? Người khê đi cái ao tri được ao tri. Đây. Ở chợ đêm bán nhiều lắm nha mọi người. Kìa, mấy nè. Dạ. Nè, đây nè. Gì mẹ? Cắt ký cái khúc này đi, để trên đèo ăn mày nói mình phải gì đó. Có một con người, cô đâu có thầy mất đó coi nè. Có cái nào nữa đưa lên cái nào kìa. Nhà ngon từ Bắc luôn ạ. Kìa, thả lửa. Thả lửa rất là ngon và đen, chị hôm qua mời tôi hôm qua. Đấy, vào đây hùng em, Hello. Có dái ngựa nữa đây. Có luôn đây ạ. Đây luôn. Có bùi ngựa nữa đây. Ôi tên đây bùi ngựa to thế. Gà bùi ngựa kìa. Mọi người ơi, thấy không mọi người? Trời ơi quá trời. Trong làm đó mẹ. Ê kìa, cái đền mình ăn ở đâu này? Đúng rồi. Ăn không hết đâu bà. Ăn cái đứa mà chết đấy. Cô là chị nắm nước em. Cắp chó nè. Ở nè. 20 cân 1 ca 1 ký 200 cao 1 ký. Nè, trẻ to nè. À, trẻ đấy. Ôi, cái này nó ngon nè. Bây giờ trong đây là hết bán rồi. Cái bánh hạt trẻ nè. Bánh hạt trẻ nè. Trời, đang nóng. Chết thử đi em. Chưa ăn. Em mời các chị thử, em không mời mua. Thử ngon thì tí quay mua mua em. Cắt ra chi vậy cơ? 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 Không sao đâu mà, em thoải mái lắm. Lấy cái 7 ngàn đi em. Vâng, 7 ngàn thì chị đi chơi tí rồi quay lại lấy. Rồi, ok, ok. Lấy cái bà anh con ta rồi. Thì lúc trước quay lại. Không sao, không sao. Ở đây bọn em bán hàng thoải mái lắm. Ra mình quay lại lấy 7 ngàn đi, mình ăn nè, lấy ăn nào nướng đi. Ra bây giờ hết bán rồi. Thì các bà chồng cũng ăn thì tôi vào. Ờ, đó. Anh Long bán nào, anh Long? Gì gói nào, quán nào? Đây vô.
Vô. Rồi, thứ sợ mấy bà nói ông đây, mấy bà ông không đi. Ê, cái này là nè, cái gì? Nè, cái hàng có ăn cái nhà bùi gì không đây? Em ăn bùi. Em ăn bùi đấy chứ, em ăn bùi. À, vậy uống đây luôn đi. Uống không, tôi cũng lại về được cái đường này đâu. Đừng có nói thế. Bác làm sao vậy? Ui, Phương ơi, đừng ăn cái to này. Vừa thôi nhiều. Cái này nhiều. Cái này sợ của Trung Quốc không? Không chị ơi. Ui giời ơi. Bao nhiêu người ăn cơ mà? Ăn cái bồi này đi, anh em ơi. Đâu mấy người cầm? Mấy người cầm? Ăn cái gì đó xin gọi. Ăn cái bé thôi. Cái bé quá. Bé quá. Đây, chiêm đây, chiêm đây. Ai thích chụp thì chụp đi, chiêm đây. Chiêm ta không biết đâu, ta không biết là ta đây bùi đây. Người nước ngoài. Người nước ngoài. Người nước ngoài. Dạ, hãy cho em lên ăn chim kìa. Ăn một con đi, Phước Long. Ăn một miếng đi, mấy chèm. Phước Long ăn một con chim đi. Dạ không, không muốn ăn chim mà ăn, muốn ăn chim đeo được không? Lỡ ăn con đi. Bà chọn đi. Con nhà nãy mới gấp lên thôi. Bừ khư cái gì? Rồi. Có ăn trứng lộn nhỉ? Bán lộn đâu. Thôi bà ấy mọc xuân ăn đầu nướng rồi kìa. Bác thịt xe à? Ăn thịt xe không mày? Chọn đi. Ha, mày ăn thịt dê nướng không? Thôi đi, thôi đi. Xả ớt rồi nè. Đây ạ. Cái này là gì? Đây thịt ngựa. Thịt ngựa hả? Chị lên cái phẩm cho ngựa. Có cả thằng bố ngựa này. Anh ăn thử một vài chị. Anh Long, anh thử xem anh biết món nào ngon anh lựa chứ biết ăn thế nào. Cho chị à, nếu mà chị ấy được là cái cho chụp cái ống cơm lam đi. Vâng ạ. Muốn luôn. Nó là gạo này nhé. Gạo. Gạo bản gì đó. Ơi, chụp ống đúng không ạ? Có ăn thử không? Ăn lấy thử sao rồi sao nữa thử rồi. Được rồi, không có đèn. Tôi nãy giờ làm gì cũng đúng chuyện hết trơn. Cái gì cũng đúng chuyện hết. Ok. Đi ra xong rồi mọi người. Có ăn thắng cố không? Thắng cố ngon lắm. Làm bát đi anh. Làm bát đi. Cho ăn bát đi. Cho ăn bát thắng cố đi. Cái đầu bắp hồi nãy kia đâu bắp được chưa? Đó. Vâng ạ. Vâng ạ. Anh kêu bác xin được. Cái này có ăn đúng không? Vâng ạ. Các cái chiên này là giá tiền bằng nhau à? À không ạ. Em có bảng giá đầy đủ đấy chị ơi. Bao nhiêu chiên gì? Bao nhiêu chiên gì? Em ghi vào sổ mà. Cái gì thằng lấy 4 hết bà. Cái gì nữa là xong 5 hết mẹ đi. Trời lấy đi, lấy thiếu mình ăn thêm. Này 4 nè, này 4 nè. Đây là món ăn cố nha mọi người. Này 1, này 1. Không. Chị ăn bao nhiêu cái này thôi chị ơi. Rồi rồi. Thịt nữa. Anh ơi, cái này chỉ có 2 thôi nhá. Đúng rồi, đó 2 thứ. Vâng ạ. Có thêm không? Các nhà chị đây nữa à? Nè, đất đây ạ. Thôi, thịt ăn thế thôi. Rồi, ăn thế như đó đây. Rồi, à, đúng okay. Rồi.
đơn sơ trước những món này đây là thắng cố nha, đặc sản của xoài cả nhà nha, đây là thắng cố nha, đây là thịt nướng, đây là thịt nướng đây á, đây là rau củ quả nướng. Rồi vậy là anh em mời cả nhà dùng ăn nha. Hôm nay là em làm review cái món thắng cố rồi, trong hồi đó bây giờ tôi chưa ăn cái món này luôn. Chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà test thử món thắng cố nha cả nhà. Ôi, tới rồi. Đây, gà đen đây. Gà đen. Giờ mới chỉ cần nướng qua bên đây luôn đi. Cô chẳng gì anh Lộc. Lắm. Ăn đây cái chấm đây bà Hương ơi. Đưa rõ rồi nha. Đó, ok ok. Khó rồi, đã được. Rồi, vô. Chào sức khỏe ạ. Có sức khỏe. Có đá hả? Lấy đá không có gà, lấy xuống có cốc đá, hai cốc đá. Ở đây là phải nói cho gương mình đâu, anh chưa tẩy. Cốc lên. Được cao xuống lắm. Mời mọi người dùng nha. Nhanh nha. Uống lon này, nhanh uống lon. Đây gắn rồi mà. Đúng rồi. Gà có gà đâu. Quay bà. Không nghe ăn được. Không cho không nhìn cho biết. Ủa, dở đó. Dở lắm. Dở lắm. Có bà ha, tao đọc trước luôn. Ăn cái giật trường. Ăn cái giật trường. Ăn cái giật trường. Ăn cái giật trường. Ăn cái đây là thịt ngựa nướng nha mọi người. Đó là nó thắng cố. Cố à? Cái thịt ngựa mẹ đi. Đúng rồi. Ở đây vậy lông. Heo rừng hả? Cố à, cái đớn kìa. Cái này
đây không phải là đâu, đây là cái gì nhỉ? Ngâm cái này em nói gì? Nó lắc hén lắc này thơm này nó vô. Ăn mấy cái đó cày cãi rồi. Bây giờ không ăn gì vậy? Không ăn nữa. Wow. Mà ăn có này ngon. À, có hồi hả? Cái hồi nó có ốp cái gì á? À, là cơm gan ăn cái hồi. Cơm gan 10 ống cơm gan cái rồi, đã chứ nữa. Ngồi ốc hả? Ngồi ốc hả bà? Cái ăn mất nào vậy? Cái đậu này lớn ăn lạ lạ. Nó hơi chín. Còn ăn rồi đấy, không ai cầm. Đó, ăn gà đi. Mùi đó có ăn cũng được. Còn thử cục đó đi nẹm ngon. Cục đó nẹm được là hơi cái mùi nẹm. Rau mới lắc rồi. Nẹm. Nẹm cái này nó cũng ra hơi tật gì. Thấy cũng chê chóng rồi. Nó ngờ để cho mẹ nó đi. Cái đấy tôi bảo ăn, lúc tôi còn lên nhá, lúc nó bảo vai là nó cũng nhắc lên thấy cái này tôi đã bảo không được rồi. Thì bà bảo tôi ăn nhẹ bạn cái gì rồi thì tôi ăn. Thôi, đi ra quán ăn cái mẹt, không ngửi thịt nhục đi. Được chưa, không báo. Không nghe đâu nhưng mà. Thôi, mình như là đuôi lộn. Mẹ, con gặp bán gì đó. Chiều lâu ấy nhá, chắc ở đây không biết chủ nhật, chợ đầy cứ ăn ấy mà. Chiều thì đi ăn lợn mẹt nhá. Ăn xong thì đi lên tăm bình kia, ăn tối xong đi tăm bình kia. Lần lạc đi đâu? Đây là hướng Nga để đi gần cái quán. Đây đi, đúng rồi. Chưa chú mình cũng ăn cơm. Mua đồ chú dịch ăn cơm, rồi rồi ăn. Chưa một bát cơm cũng được. Tôi thấy bảo ra ăn cơm mặt 20 cân gạo. Kìa à? 600 nghìn. Đây, ok. 20 cân gạo. 20 cân gạo. 300 nghìn một cân. Gạo nữa là xưa nhà bà cũng ngon qua quét đấy. Hôm nay tôi mua thì ngon hơn cho bà. Gạo chín tháng rồi đó. Gạo chín tháng rồi nè. Không suốt, không nhúc luôn. Rồi. Tôi xin mời em nhé. Thế có thấy bà ra cũng thật đúng rồi. Ba cũng được thật mẹ.
ăn hết mà chai dinh dưỡng nó cao à. Không ăn được thôi luôn. Thấy chưa, chú nhận ra. Ăn chung gần hết rồi thì em xin khép lại video.